Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn Dựa theo bộ sách Trên trời sáng tạo Trong bài ngày hôm nay, cô Huyền sẽ cùng với các con tìm cách nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1.000 Đầu tiên, chúng mình hãy cùng quan sát Hai bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau Tớ có 3 hộp, mỗi hộp có 13 viên bi Đố bạn tớ sẽ có tất cả bao nhiêu viên bi theo các con để tính số viên bi của bạn chúng ta phải thực hiện phép tính gì à đúng rồi mỗi hộp có mười ba viên bi và có ba hộp vậy thì chúng mình cần phải tính mười ba nhân với ba phép tính này là phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số vậy chúng ta sẽ tìm kết quả như thế nào ngay bây giờ cô sẽ cùng với các con tìm hiểu Chúng ta sẽ học cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Đầu tiên, đơn giản nhất các con sẽ thực hiện phép nhân bằng cách cộng các số hạng giống nhau. 13 cộng 13 bằng 26, 26 cộng tiếp 13 kết quả sẽ là 39. Cách thứ hai các con dựa vào đồ dùng học tập. Chúng ta sử dụng các khối lập phương như thế này. 13 khối lập phương và có 3 nhóm như thế. Khi gom chúng lại, ta thấy rằng Tổng số khối lập phương bao gồm 3 thanh trục và 9 khối lập phương lẻ, như vậy có tất cả 39 khối lập phương, hay 13 nhân 3 bằng 39. Tuy nhiên, việc cộng các số hạng giống nhau hay sử dụng đồ dùng học tập thì rất mất thời gian. Vậy có cách nào để chúng ta tìm ngay được kết quả của phép nhân này hay không? Thì câu trả lời là có. Chúng ta sẽ đặt tính rồi tính như sau. Đầu tiên, các con viết số 13 sau đó viết số 3. Chú ý rằng chữ số 3 phải thẳng cột chữ số 3 bên trên, tức là thẳng cột với hàng đơn vị. Sau đó ta viết dấu nhân và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, rồi thực hiện tính lần lượt từ phải qua trái. Từ dưới lên trên, 3 x 3 bằng 9, ta viết 9. Tiếp theo, 3 x 1 bằng 3, ta viết 3. Như vậy, 13 x 3 sẽ bằng 39. Chúng ta cùng nhắc lại, sau khi đặt tính rồi tính, chú ý rằng 3 phải ở hàng đơn vị, thẳng cột với hàng đơn vị ở bên trên. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 1 bằng 3, viết 3. Như vậy, 13 x 3 bằng 39. Vậy là các con thấy ngay bằng việc đặt tính rồi tính, ta có thể dễ dàng tìm được kết quả của phép nhân này. Tương tự như thế, cô hướng dẫn các con nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Cụ thể là phép tính 123 nhân với 3. Theo các con, phép tính này được đặt tính thế nào? Hoàn toàn chính xác, chúng ta có 123, sau đó ta viết số 3 phải ở hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị ở bên trên. Ta viết dấu nhân và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, rồi tính lần lượt từ phải qua trái. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 1 bằng 3, viết 3. Như vậy, 123 x 3 sẽ bằng 369. Thật đơn giản, đúng không nào? Chúng ta sẽ đặt tính sau đó, tính lần lượt từ phải qua trái. Đó chính là cách nhân số có 2 hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số. Chúng mình đã nhớ chưa? các con hãy đặt tính các phép nhân sau. Hoàn toàn chính xác. Cô viết 43, sau đó viết 2 thẳng với chữ số 3. Viết dấu nhân và dấu gạch ngang rồi tính lần lượt. 2 x 3 bằng 6 viết 6. 2 x 4 bằng 8 viết 8. Ở đây cũng như vậy, kết quả tìm được sẽ là 63. Hay ở đây 211 x 4, chúng ta nhân lần lượt. 4 x 1 bằng 4 viết 4. 4 x 1 bằng 4 viết 4, 4 x 2 bằng 8 viết 8, hay 105 nhân với 5, 5 nhân với 1 bằng 5 viết 5, 5 x 0 bằng 0 viết 0 và 5 x 1 bằng 5 viết 5. Chúng ta có kết quả của các phép tính như thế này. Sau đây, ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Bài đầu tiên, các con hãy tính các biểu thức sau. Đúng rồi. Ta đã biết đối với các phép tính có dấu cộng trừ nhân chia thì chúng ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy ở đây các con cần phải tính 22 nhân với 3, kết quả sẽ là 66. Sau đó mới lấy 100 trừ đi 66, kết quả là 34. Tiếp theo ở đây là biểu thức có dấu ngoặc, chúng ta cần phải thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 7 cộng 14 kết quả bằng 21, 21 nhân 4 sẽ bằng 84. Ở bài thứ hai, mỗi hộp có 12 cái bánh. Vậy, 3 hộp như thế sẽ có bao nhiêu cái bánh? Theo các con, ta phải thực hiện phép tính gì và có kết quả như thế nào? Chính xác, mỗi hộp có 12 cái như vậy 3 hộp thì ta lấy 12 nhân với 3. 12 nhân với 3 ta tính được kết quả là 36. Như vậy ở đây kết quả sẽ là 36 cái bánh. Như vậy các con đã biết cách đặt tính rồi tính phép nhân số có 2 hoặc 3 chữ số về số có 1 chữ số. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của lm.vn.